Ngày hôm nay thì Ethereum đã thành công cập nhật cái hard fork MergeClaser và có những bạn hỏi thuận liên quan tới hard fork này thì bây giờ là có ý nghĩa như thế nào, ảnh hưởng ra sao đối với lộ trình của Ethereum, có phải là Ethereum 2.0 hay là mạng lưới PoS, mạng lưới Proof of Stake được kích hoạt hay là không. Và hiện bây giờ nếu như mà các bạn lưu trữ Ethereum trong ví cá nhân hay là trên các sàn giao dịch thì cần phải làm gì? Nhất là ngày hôm nay chúng ta nhận được một số tin tức, như là tin tức được đưa ra từ Coin Telegraph là có một số những cái NO hiện bây giờ là không đồng bộ hóa được, nghĩa là sao? Và trong video ngày hôm nay, đây là điều mình thường sẽ chia sẻ với các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với Thuận Capital, hôm nay là video đầu tiên của năm 2020. Và trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết, thì cũng như thường lệ, tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư thì thường nghĩ là câu hỏi mà nhiều bạn muốn biết nhất đó chính là hiện bây giờ nếu như mà các bạn lưu trữ đồng Ethereum trong ví cá nhân hay là trên sàn giao dịch thì cần phải làm gì. Thực ra đây là câu hỏi mà đã được trả lời bởi đội của Ethereum ở trên trang medium chính thức của Ethereum. Nếu như các bạn đang lưu trữ trong ví cá nhân hay là trong ví chứa lạnh hay bất cứ những ví nào hoặc là ví trên sàn giao dịch thì các bạn không cần phải làm gì hết. Cập nhật này các bạn chỉ cần phải cập nhật nếu như các bạn là một người mà chạy những cái máy nô no, hay là các bạn là những người mà đang chạy những cái máy đào. Nếu như các bạn chỉ đơn giản là lưu trữ Ethereum thì không cần phải làm gì hết. Đó là điều đầu tiên. Điều thứ nhì có thể là nhiều bạn có thắc mắc là mới cách đây khoảng chừng vài tuần Ethereum đã có một cái hard fork đó chính là hard fork Istanbul thì tại sao bây giờ lại có một cái hard fork khác? Thật ra cái hard fork Istanbul đã xảy ra vào đầu tháng 12 Tuy nhiên là cách đây chỉ có 3 tuần Và 3 tuần sau đó chúng ta đã có cái Hartford kế tiếp đó chính là Mule Đây là một cái hard fork đã được ở trên cái lịch trình của Ethereum Tuy nhiên cái hard fork này đã đến sớm hơn là dự định Nhưng mà cũng không phải là một điều gì mà quá bất ngờ Và cập nhật thông qua hard fork là một điều cũng không có gì gọi là bất bình thường đối với các blockchain Các bạn thấy là trong một năm qua thì Ethereum đã có ba cái half fork Constantinople, Istanbul và Mirclaser và Mew này đã thành công ngày hôm nay ở lóc 9 triệu 200 ngàn đã đến một ngày sau khi dự định các bạn thấy là trước đây dự định là cái hai phút này sẽ xảy ra vào ngày một tây nhưng mà bây giờ là ngày hai tây Như là bị trễ một ngày nhưng mà dù sao đi nữa đây cũng là một tin tức mà nhiều người cũng cảm thấy là hài lòng tại vì có rất nhiều người nghĩ là Ethereum sẽ tiếp tục trì hoãn cái cập nhật này nhưng mà cập nhật này đã xảy ra ngày hôm nay và cập nhật này thật ra chỉ có một cái đề xuất duy nhất được kích hoạt đó chính là đề xuất 2384 đề xuất 2384 này là để trì hoãn cái bom độ khó của Ethereum hay còn gọi là difficulty bomb. Những mà nào mà không rành thì bom độ khó là một cái mã mà đã được có sẵn ở trên mạng lưới của Ethereum và cái mã này khi mà được kích hoạt thì sẽ làm cho những cái block trên mạng lưới của Ethereum càng ngày càng khó đào hơn. Tại sao lại muốn làm cho mạng lưới Ethereum càng khó đào hơn? Tại vì đây là cách mà có thể là ép những thợ đào không tiếp tục đào trên mạng lưới Ethereum nữa mà chuyển qua mạng lưới Proof of Stake khi mà mạng lưới Proof Stake được kích hoạt sau này và cái bơm đỏ khó đào này đã bị trì hoãn 3 lần các bạn thấy là lần đầu tiên là bị trì hoãn năm 2018 lần thứ nhì là năm 2019 và lần thứ ba là năm 2020 tại sao lại bị trì hoãn tại vì hiện bây giờ chúng ta vẫn chưa có mạng lưới Proof Stake của Ethereum có nghĩa là hệ thống cổ phần cho nên bây giờ Ethereum vẫn dựa trên hệ thống đào để mà bảo vệ mạng lưới và khi mà cái bơm đỏ khó này bắt đầu được kích hoạt thì cái thời gian mà kiếm được một block sẽ tăng lên như là các bạn thấy ở trên màn hình, các block thường thường là sẽ kiếm cùng một thời gian nhưng mà khi mà bom độ khó này bắt đầu có sức ảnh hưởng thì sẽ làm cho thời gian kiếm một block bị tăng lên như là năm 2018, năm 2019 và mới đây, cho nên mỗi lần mà điều này xảy ra thì họ phải lùi lại delay cái bom đậu khó này và ngày hôm nay họ đã delay cái bom độ khó này 4 triệu block có nghĩa là khoảng 611 ngày gần như là 2 năm Đáng lý đâu là giữa năm 2020 chúng ta mới thấy được cái sự ảnh hưởng của bơm độ khó này nhưng mà đã có sớm hơn là dự định cho nên mới có cái Harford Milk Laser này để mà đẩy cái bơm độ khó lui lại khoảng 611 ngày và đối với các thợ đào thì có hai đề xuất mà các thợ đào quan tâm tới nhất đề xuất thứ nhất đó chính là cái đề xuất bơm độ khó mà chúng ta mới vừa nói tới đương nhiên càng khó đào thì sẽ làm ảnh hưởng đến lại thu nhập của thợ đào và đề xuất thứ nhì đó chính là đề xuất liên quan tới Proc POW đây là đề xuất để kháng các máy đào ASIC và các bạn thấy là hiện bây giờ tình hình của Proc.PoW vẫn chưa rõ Tài liệu mới nhất chúng ta nhận được là cái đây khoảng chừng 2 tuần Thì cái đề xuất Proc.PoW này coi như là được tạm chấp nhận Nhưng mà khi nào mới chấp nhận chính thức hay là kích hoạt thì hoàn toàn chúng ta không biết Một điều mà các bạn cần nên biết là cái đề xuất Proc.PoW này đã được nói tới hơn một năm qua Nhưng mà vẫn chưa có kết quả Đương nhiên khi mà Thùng biết thêm chi tiết Thùng sẽ chia sẻ với các bạn Và cái HaFold Meal Laser này thì không có ảnh hưởng đối với lộ trình của Ethereum 2.0 Hiện bây giờ thì mạng lưới POS, mạng lưới Proof Stake của Ethereum vẫn chưa được kích hoạt. Nếu mà nào mà muốn biết thêm chi tiết liên quan tới lộ trình của Ethereum thì các bạn nên xem video 471. Đây là một video thường giải thích cụ thể hơn về lộ trình của Ethereum. Link sẽ nằm ở trên màn hình cho các bạn bấm vào. Và Ethereum 2.0 này sẽ chia ra làm 3 giai đoạn. Giai đoạn số 0 gọi là Beacon Chain, giai đoạn 1 gọi là Shard Chain và giai đoạn 2 gọi là stake execution và hiện bây giờ giai đoạn 0 là giai đoạn mà beacon chain sẽ kích hoạt bắt đầu cho Ethereum 2.0 và chừng đó bây giờ là trong quý 1 của năm 2020 điều này sẽ xảy ra và cả ba giai đoạn này sẽ kết thúc vào năm 2021 nghĩa này làm sao? là năm sau thì tuy là beacon chain thì bây giờ vẫn chưa có nhưng mà nhiều chi tiết nhiều người cũng rất là mơ hồ thì bây giờ các bạn thấy là trên thị trường chỉ có một đồng Ethereum nhưng mà khi có beacon chain này sẽ có một cái blockchain khác sử dụng hệ thống Proof of Stake chạy song song với hệ thống đào hiện tại và trên mạng lưới của Beacon Chain này sẽ chạy một cái đồng gọi là Ethereum 2 mà muốn có được Ethereum 2 này thì các bạn cần phải nạp đồng Ethereum của mình vào trong Beacon Chain để đổi thành Ethereum 2 dùng đó để mà stake để các bạn có thể có được lợi nhuận nhưng mà câu hỏi nhiều người hỏi là tới lúc đó thì tình hình sẽ ra sao khi mà chúng ta có hai mạng lưới Ethereum chạy song song với nhau thì lúc đó các thợ đào và những người mà stake đã nhận tiền thưởng thì lúc đó là cái phần trăm lạm phát của Ethereum là bao nhiêu thì bây giờ những điều đó vẫn chưa được xác định rõ ràng bởi cái đội của Ethereum cho nên tuy là đã có một cái roadmap cụ thể hơn so với một năm trước đây nhưng mà bây giờ vẫn có nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp từ đội của Ethereum khi mà biết thêm chi tiết, tôi sẽ chia sẻ với các bạn. Và điều cuối cùng tôi muốn nói với các bạn là ngày hôm nay có thể các bạn nhận được một số những cái bài viết liên quan tới là có một số nô no. chi tiết hơn là một số nô no chạy cái client gọi là mai không đồng bộ hóa được với mạng lưới của Ethereum. Nhưng mà điều này bây giờ đã được khắc phục. Netermind client đã cập nhật một cái phiên bản mới và bây giờ đã có thể đồng bộ hóa được đối với mạng lưới của Ethereum. Đó chính là tài liệu mới nhất được chia sẻ. Cho nên thì bây giờ không có gì đáng ngại và đối với cái sự ảnh hưởng liên quan tới giá cả thì các bạn thấy là hầu như không có. Hiện bây giờ các bạn thấy là ngày hôm nay Ethereum xuống 1,32% cũng tương đương với cái phần trăm của cái đồng lớn. Cho nên cập nhật này về mặt ảnh hưởng tới giá cả là không có. Và đây những gì mình thường muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Và những bạn nào mà muốn ủng hộ kênh và thích trade margin thì một sàn margin các bạn có thể tham gia đó chính là sàn NAPX. Link sẽ nằm ở phía dưới video này. Nếu các bạn tham gia sàn sử dụng link refer của Thuận Capital thì các bạn có thể điền đơn để tham gia vào nhóm và nhận hỗ trợ và tín hiệu trade miễn phí. Trade margin các bạn có thể long, các bạn có thể short nhưng mà trade margin có rất nhiều rủi ro cho nên các bạn cần phải biết trading trước khi mà tham gia vào trade margin. Và nếu mà nào mà thích giao dịch altcoin thì các bạn có thể tham gia sàn Binance thông qua link refer của Thuận Capital ở phía dưới video này Nếu các bạn sử dụng cái link đó các bạn sẽ được giảm 10% phí giao dịch sang Binance sẽ gửi lại trực tiếp vào chương mục của các bạn Và ngoại trừ trên Youtube các bạn có thể tìm thấy các video của Thuận Capital ở trên Library Đây là một cái nền tảng phi tập trung mà Thuận cũng upload video lên đây phòng hờ khi mà Youtube sẽ gây vấn đề như là cách đây một tuần Và nếu các bạn nhận được giá trị trong video ngày hôm nay thì các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp Tạm biệt các bạn